Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo em test thử chất âm của một chiếc vang Putin của một bác khách mới mua của bên em. Thì bên em về những sản phẩm của dòng vang cao cấp thế hệ mới. Thì một bác khách, bác ở đâu nhỉ, bác nhỉ? Bác ở Yên Thế, bác cũng đã đến bên em và bác cũng đã biết những sản phẩm đẳng cấp của dòng EK phiên bản cao cấp của dòng Esatec này, thì chất âm của nó rất hay. Bác cũng lại tiếp tục lặn lội được xa, bác đến để nâng cấp một chiếc vang, đó là dòng vang EK này. Và giờ đây em sẽ test thử chất âm cho bác khách và toàn thể các bác được thưởng thức chất âm của dòng vang GD Putin với dòng vang EK. Được rồi, bác đã thử đi, bác thử chất âm luôn. Hello, 1 2 3 4 5 6 7. Hello, mở nhạc lại, mở nhạc để cho bác. Hello, 1 2 3 4 5 6 7. Chiếc vang nào mà có thể chiếc vang EK có vượt trội hơn chiếc vang Putin không? Bởi vì sản phẩm hàng mới thì chính bác khách và cũng thử. Hello, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hello, hello. Đấy, bác cứ cảm nhận chất mic. Hello, 1 2 3 4 5 6 7. Trong đây đường nhạc nhé. Hello, 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 kiến của bác cảm nhận của chiếc vang EK hàng phiên bản cao cấp này thì bác cảm nhận thế nào ạ? Thực ra cái tiếng của cái con này nó hay hơn, em hay hát nhưng mà tiếng này nó bí hơn, bí. Chiếc vang EK là nó đỉnh hơn phải không? Chiếc vang GD Putin thì nó cũng là chuẩn rồi, nhưng mà nếu mà để so sánh với dòng EK thì là nó vượt trội hơn, đúng không? Vâng. Con này nếu mà muốn hay thì dùng thêm một cái máy lưng tiếng thì mới bằng con này được. Lưng thì nó cũng một phần nào rồi. Nếu mà lưng thì lại cắm cái kia lên thì nó cũng thế, mà lại còn vượt trội hơn nữa. Thì đang nói là con này với có một con lưng tiếng thì mới bằng con này mới tự nhiên lại thêm gần 2 triệu nữa, mà mới chỉ bằng con AI ga thì cái tội gì dùng, đúng không? Càng cắm nhiều thì càng bị âm thanh thì chế độ nó bị giảm đi. 1 2 3 4 5 6 7. Hello, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hello, hello, hơn nhiều quá, chắc là phải hơn cái đấy, chắc phải 10 điểm, cái kia chắc chỉ khoảng 7-8 điểm thôi. Những cái con này bây giờ, con này ở nhà em mình chỉnh rồi, nếu mà để ở giữa thì đây là chỉnh, bác ở nhà bác còn cân chỉnh rồi. Nó vẫn chỉnh, nhưng vẫn hát từ dạo trước không? Nó bí hẳn lên, đúng không? Đây còn cho những cái nút nó xuống thành hết rồi, nút để nguyên ở giữa thì con này vẫn để nguyên ở giữa. Đây, nguyên giữa đây, nguyên 12 giờ đây. Vâng. Em đi em hát thử, em thấy cái tiếng của nó hay. Tiếng đó bác rất rất tinh ý về những cái sản phẩm này, tại vì bác chưa được so sánh, đúng không? Vâng. Nếu mà bác mà so sánh thực tế như này thì chắc chắn là bác phải chọn cái này ngay. Vừa rồi em cũng xem clip của anh một lần rồi. Em cũng so sánh, đúng không? Nhiều bác bảo tôi so sánh, chính ra so sánh ở trong clip nó khó phát hiện hơn. Thực tế thì em đi vừa rồi em hát thử, em
thấy con này cái tiếng vang của nó hay hơn. Tiếng vang nó quá tuyệt vời. Nó phải gần như cái vang của con 203 ấy. Nó giống vang của. Vâng. Đúng là chất âm của nó là vang như 203, nó là vang của Hàn Quốc thì sản phẩm vang Hàn Quốc thì nó là ẩn cấp rồi, nhưng mà nó lại không có bộ phận chống rũ. Nên cái này nó hay như những chiếc vang của Mi 203N. Cái chế độ gì vào của nó sâu hơn con này? Chế độ vang hay như kiểu 203 mà lại thêm gì vật nữa thì nó đẳng cấp hơn, mà lại chống rũ nữa thì là nó phải hơn.